Vâng, xin cảm ơn lời chia sẻ của đạo hữu Chí Tín rất nhiều. Và tiếp theo sau đây thì chúng ta sẽ đến với chương trình văn nghệ của buổi đại lễ Vu Lan ngày hôm nay. Và để mở đầu chương trình thì chúng ta sẽ đến với một phần trình diễn của câu lạc bộ tình nghệ sĩ, và xin mời bé Evelyn sẽ lên giới thiệu bài hát. Kính thưa quý thầy, quý ông bà, cô chú và các bạn, trước cho Evelyn cùng các bạn trong thiếu nhi câu lạc bộ tình nghệ sĩ, xin cho chúng con xin cảm ơn thật nhiều đến Chùa Điều Ngữ và IBC TV đã tổ chức chương trình lễ Vu Lan báo hiếu hôm nay. Kính thưa quý ông bà, cô chú, khi nói đến mẹ là nói đến một tình thương thiêng liêng cao cả hơn cả tuyệt vời. Sông núi biển trời cũng không nói lên hết tình yêu thương của mẹ. Sự hy sinh vô bờ bến, mẹ thức khuya dậy sớm, hy sinh cả cuộc đời chỉ muốn con mình mạnh khỏe, khôn lớn, để con thẳng đứng làm người rạng danh. Sau đây, Evelyn chỉ mời quý ông bà, cô chú cùng thưởng thức bài múa hết sức cảm động. Nhạc phẩm Mẹ là tác giả sáng tác của thầy Cao Minh Hưng, do nhóm múa của các bạn đến từ thiếu nhi câu lạc bộ tình nghệ sĩ. Tương lai đời con, vì thương con
mẹ không gánh lưng còng oằn, để cho con thẳng đứng làm người rạng danh. Ngày mai kia con đã lớn khôn được nên người. Mẹ yêu ơi, tất cả mẹ làm vì con. Trời cao chắp cánh cho con bay bổng thật xa. Mẹ ơi, mẹ là đại dương dòng nước bao la, năm tháng vỗ về. Mẹ ơi, mẹ là tình quê theo bước chân con đi khắp phương trời. Là mẹ yêu đẹp nhất trong con, mẹ hiền dấu yêu. Mẹ ơi, mẹ là mẹ yêu đẹp nhất trong con, mẹ hiền.